Cuối cùng sau mấy ngày đi đường, các ứng cử viên anh hùng cũng đã đến Thánh điện Digaris thủ đô Hoàng gia, nơi đây quả nhiên nguy nga tráng lệ. Người dân nơi đây cũng phi thường tấp nập, đâu đâu cũng là hàng quán, tiếng cười nói rộn rã vang lên khắp nơi. Narumi nhìn khắp nơi một vòng rồi cảm thán: "Oa, vậy ra đây là thủ đô Hoàng gia." Hashimoto đứng kế bên cũng hô: "Ở đây đông quá đi mất." Rena lên tiếng phủ nhận, nhưng cũng không đông bằng Tokyo mà. Người bạn bên cạnh cười trừ: "Ha ha ha đúng thật." Sau một hồi nhìn ngắm khắp nơi, mọi người cùng nhau đi theo đoàn xe dẫn đường tiếp tục đi về cung điện xung quanh mọi người ai cũng ngoái đầu nhìn theo bọn họ nhưng mọi người đi lại còn chưa xem kỹ là ai thì kỵ sĩ đã quát lớn tránh ra nhường đường cho ngài tổng giám mục leonora và các ứng viên anh hùng mau người dân lúc này mới vỡ lẽ hóa ra là ứng viên anh hùng sau đó có mấy người bắt đầu vẫy tay với họ người dân vui mừng gieo hò cổ vũ họ từ cổng thành cho đến gần cung điện vẫn còn nghe tiếng họ tung hô midu đi đầu tiên bỗng nhiên dừng lại rồi giơ tay lên cao chào lại làm cho mấy người phía sau khó hiểu cho mày cai nhìn người dân đứng xung quanh gieo hò nói tôi đoán là mấy người này đặt niềm tin ở ứng viên anh hùng nhiều lắm cả chuyện chúng ta sẽ cứu họ nữa. Kazaki không thích chuyện này chút nào, cảm giác hơi khó chịu nhỉ. Kai không bình luận gì thêm, hình như cậu đang suy nghĩ gì đó. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến được gần tòa cung điện trong truyền thuyết rồi. Bọn họ được lính dắt vào bên trong, vừa vào đã có một người niềm nở ra chào đón. "Chào mừng các ứng cử viên anh hùng đã đến thủ đô hoàng gia, hãy nghỉ ngơi một chút và lấy lại sức sau khi đi đường dài nhé." Người này chính là Thánh Kỵ sĩ Ren. Bọn họ được dẫn đến phòng nghỉ, chia theo mỗi hai người một phòng. Vừa vào đến phòng đã vui mừng nhảy lên giường. "Oa, giường mềm mại quá." mừng thật tớ ngủ dưới đất hoài đến phát chán rồi mấy bạn nữ thì thi nhau chạy đến hồ tắm nước nóng thỏa mãn ngâm mình một số khác ví dụ như đám người arasi thì chạy đến nhà ăn để chén một bữa ngon ngon quá nói họ đem lên thêm đi duy chỉ có midu là vẫn chăm chỉ như thường cậu đi đến nơi tập võ để luyện kiếm còn cai thì đi lên tháp đài quan sát xung quanh nơi này để tìm hiểu thêm thông tin cai sử dụng thân thủ nhanh nhẹn của mình vượt qua nhiều tốp lính canh phòng cậu nấp sau một bức tường hành lang thầm nghỉ nhiều lính gác quá di chuyển quanh lâu đài như vậy quá nguy hiểm cai quyết định tìm hướng khác cậu đi ngang cửa sổ vô tình nhìn xuống bên dưới bắt gặp ren đang nói chuyện cùng lính canh cậu nhanh chóng lẻn xuống dưới bụi cây gần đó để nghe ngóng chút tin tức một tên lính lên tiếng ứng viên anh hùng đâu hết rồi ạ à, thưa ren sama ren đáp chắc họ đang nghỉ ngơi trong phòng binh lính đó vẫn tiếp tục hỏi có đúng là mấy đứa nhỏ đó được thần sáng tạo chọn không ạ à? ren khoanh tay suy nghĩ một lúc rồi trả lời cha nếu họ mạnh hơn nhiều so với các thiếu niên bình thường thì đúng là vậy lính nói tiếp thực ra thì tôi đang lo về tùy tùng của chúa quỷ để các ứng viên anh hùng ở thủ đô hoàng gia chắc chắn sẽ thúc đẩy chúng hành động Tên lính kế bên cũng nói: "Ừ, gần đây đã có nhiều biến động rồi, tôi nghĩ là chúng ta nên cẩn thận hơn." Cai đứng nấp sau tán cây, cẩn thận đánh giá cuộc trò chuyện của bọn họ, thắc mắc tùy tùng của chúa quỷ là gì. Ren tỏ vẻ bình thản trấn an hai người lính của mình: "Không cần lo, các ứng viên anh hùng sẽ bảo vệ thủ đô hoàng gia mà đúng không?" Hai người kia cũng bớt căng thẳng cười gật gù: "Ha ha đúng vậy." Sau khi trò chuyện phiếm xong, Ren cũng trở lại vẻ mặt nghiêm túc thường ngày, anh xoay người nhắc nhở: "Đến giờ huấn luyện rồi đi thôi." Cai nhìn ba người kia đi ngày càng xa trong đầu lại ngổn ngang một đống suy nghĩ giờ mình còn có nhiều câu hỏi hơn chắc là mình nên vào thị trấn không bao lâu sau trời rất nhanh đã chập tối trăng cũng lên cao lúc này trong thị trấn cũng bắt đầu tấp nập người đi lại trên phố tại một quán ba nhỏ trong góc nhiều người cũng đến đây tụ tập cai muốn nghe ngóng tin tức thì tất nhiên sẽ chọn đến nơi rượu vào lời ra này cậu đi quầy ba gọi đại một ít đồ uống ông pha chế một ly bia và snack ngon nhất ở đây ông chủ nhìn cậu một cái rồi đồng ý được thôi chờ một lát mới vừa ngồi chưa được vài giây bên bàn khác đã có những giọng nói lớn không kiểm soát vọng qua người tóc đỏ vỗ vai người bạn bên cạnh nói nhân tiện ông đã thấy các ứng viên anh hùng chưa nhìn chúng không khác gì lũ nít danh người bạn cau mày kệ đi chúng ta phải tin chúa ông không muốn nhà thờ nghe thấy ông nói vậy đâu cai cẩn thận phân tích hình như ở thế giới này nhà thờ rất có quyền uy người dân còn sợ nhà thờ hơn sợ vua hay giới quý tộc lúc này ông chủ đã làm xong đồ uống cho cậu ông đặt ly bia mạnh xuống bàn của cậu đây cai nhân tiện hỏi thăm ông pha chế tôi muốn hỏi ông về vài thứ chuyện là tôi mới đến đất nước này nên cũng không biết nhiều ông chủ nhớn mày nhưng cũng đồng ý cai vào thẳng chủ đề chính tôi có nghe nhiều về tùy tùng của chúa quỷ họ là ai vậy ông chủ vừa ngoáy tai vừa kể lại ồ họ hả cậu biết đất nước này đang trong cuộc chiến tranh chống lại quân đoàn quỷ đúng không hiện tại chúa quỷ người lãnh đạo là quái vật kinh khủng nhất nghe nói con người cũng có thể bị sức mạnh áp đảo của chúa quỷ quyến rũ cai tiếp tục hỏi đó là tùy tùng của chúa quỷ à ông chủ khoa trương múa tay múa chân nói đúng vậy họ tung hoành khắp nơi và chỉ mới vài ngày trước họ đã làm nổ tung dinh thự của một quý tộc cai cảm thán một câu phiền toái thật trong lòng cũng âm thầm đánh giá ra là vậy chúng là một tổ chức khủng bố sau khi có được một vài thông tin bổ ích cậu cũng không nán lại đó nữa mà ra về trên đường đi vừa đi vừa suy nghĩ ứng viên anh hùng phải đánh bại chúa quỷ nên việc bọn mình ở thủ đô hoàng gia chắc chắn sẽ kích động bọn tùy tùng của chúa quỷ bởi vậy nên mọi người trông rất lo lắng đang ngẩn người suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên Shinjuku. người vừa gọi tên cậu chính là kanzaki cô nàng đang hớt hãi chạy lại phía cậu cô chạy đến trước mặt cậu rồi mới nói cuối cùng cũng tìm thấy cậu cậu đã đi đâu vậy Cai sợ cô kinh động đến mọi người, nên cậu giáo giác nhìn xung quanh một lượt, chúng ta đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, tôi phải đi thu thập thông tin. Kazaki lo lắng đến nhân cả mày, tôi hiểu nhưng đi một mình vẫn là quá nguy hiểm, cô đột ngột dừng lại sau đó mới ngại ngùng nói, tôi có thể giúp nếu cậu thật sự cần mà. Kai vẫn lạnh lùng rời đi nói, tôi tự lo được, cứ giữ im lặng và ở với các bạn đi. Kazaki tức giận vì ý tốt của mình bị người ta cự tuyệt, cô quát, cái thái độ gì đấy cậu phải mừng khi tôi sẵn sàng giúp cậu chứ. Kai không muốn ẩm ý cũng chẳng muốn để người khác để ý bên này, cậu thở dài rồi thỏa hiệp, được thôi tôi sẽ để cậu giúp tôi tôi cần thông tin về thủ đô hoàng gia cậu có thể nói chuyện với những người trong thị trấn được không kanzaki thấy người ta đồng ý rồi còn giao nhiệm vụ cho mình nữa thì cô mừng rỡ thật chứ cậu đã năn nỉ rồi thì tôi phải làm thôi kanzaki bắt đầu đi một con đường khác vừa đi vừa vui vẻ hát chẳng để ý rằng phía sau có một tên áo choàng đen thần bí nhìn mình chằm chằm giọng hắn âm u xe bảo thuộc hạ lên sau đó trên mặt hắn là một nụ cười khó giấu sự đắc ý khi nhắm được mục tiêu sau một buổi tối đi khắp nơi thu thập thông tin cai cuối cùng cũng về đến phòng đương nhiên để không ai phát hiện cậu đã đi về bằng cửa sổ. Cậu có chút mệt mỏi nói, cuối cùng thì mình cũng không có thông tin hữu ích nào hết, nhưng ít nhất mình biết được sự tồn tại của một kẻ thù mới. Cậu thao áo choàng ra muốn đi tắm một chút nhưng lại phải vội mặt vào vì nghe được tiếng ồn ào. Vì quá ồn ào nên Kai cũng không thể làm ngơ, cậu đi đến sảnh bên trong đang tụ tập rất nhiều ứng cử viên anh hùng và Midu đang nói chuyện gì đó. Kai vừa đi gần lại chỗ mọi người vừa hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Một bạn học nữ nghe thấy thì quay lại nói, Shinjuku là Kanzaki san cậu ấy đã biến mất bạn học đó lộ vẻ mặt lo lắng kể lại onia san là người đầu tiên phát hiện ra vì hai cậu ấy ở chung phòng mọi người đang đi tìm cậu ấy không biết cậu ấy đã đi đâu cách hiểu hết mọi chuyện thì cũng thầm cảm thán họ không biết là mình cũng vừa mới biến mất thì do mình cũng không ở chung phòng với ai Ừm đáng lo rồi đấy midu thấy người thì cũng muốn hỏi thử cậu có biết gì không cai dù sao cũng không biết thật nhưng cũng vì muốn hành tung của bản thân không bị bại lộ cậu chỉ nói thật một nửa không xin lỗi mình không biết lúc nãy mình vẫn ngủ trong phòng midu nghe xong cũng rơi vào trầm tư một lúc sau đó cậu ấy nhanh chóng vực lại tinh thần mọi người nghe đây khá chắc là cậu ấy đang không ở trong lâu đài mặt trời sắp mọc rồi chúng ta hãy ra ngoài tìm cậu ấy rena cũng đồng ý với kế hoạch này thật ra mình nghĩ chúng ta nên để cậu ấy một mình nhưng chắc là chúng ta phải nghe theo lời siêu gì thôi các bạn học khác đều nói đến sáng sẽ xuất phát nhưng cai thì không đợi lâu được như thế cậu lại lần nữa lẻn ra ngoài hiện giờ trời đang khá tối mọi người trong thị trấn chắc vẫn đang ngủ trang cũng đã lên cao quá nửa đêm quả nhiên đường phố chẳng còn mấy ai qua lại một mình cai đi trong đêm cậu không ngừng quan sát xung quanh tìm kiếm kanzaki nhìn thấy một cái thẻ nằm giữa đường cai cũng nhanh chóng đi lại xem xét đây là thẻ học sinh của kanzaki cai mãi xem xét tấm thẻ của kanzaki nên không hề nhận ra sau lưng đã có nhiều thêm vài tên mặc áo choàng đen bọn chúng cùng lúc bốn tên xông lên mà cai cũng từng là sát thủ nên làm sao có thể chỉ vì mấy đòn mèo cào này đánh bại bằng thân thủ nhanh nhẹn cậu đã né khỏi những lưỡi đao của bọn chúng nhìn thấy cai nhanh nhẹn như vậy bọn chúng càng tức giận hơn đồ chó chết cai dùng tay khâu chặn đao sau đó bắt lấy tay đối phương đâm một mạch thẳng ra sau chuẩn xác lấy đi mạng của tên khác chết tiệt tên kia giận dữ quát lớn nhưng rất nhanh cũng đã được cai tiễn cho về trời cả bốn tên giờ đây chỉ còn một tên còn lại cũng kinh hồn bạt phía chẳng dám tiến lên nữa cai lên tiếng kỹ năng của chúng mày tệ thật cho dù là gián điệp hay là chiến binh hơn nữa mày trông giống một người bình thường vậy mục đích của mày tới đây là gì tên kia vốn đã sợ chết khiếp lại nghe thêm những lời này thì càng run rẩy kịch liệt cai dùng tinh thần lực của mình ép tên kia nói ra mày sẽ phải nói cho tao biết mọi thứ sau một lúc trôi qua tại một nhà lao nhỏ ánh nến le lói miễn cưỡng chiếu sáng nơi này bên trong kanzaki người đầy vết thương đang bị bắt treo hai tay cô phẫn hận nhìn đăm đăm hai tên phía trước bọn chúng không sợ hãi ngược lại còn trêu chọc ồ sợ thật đấy à ta hung dữ phết đấy kanzaki chẳng quan tâm chúng mỉa mai cô tức giận quát câu trả lời của tao vẫn sẽ vậy thôi tao không có gì để nói với bọn mày hết một tên trong đó cười cợt lên tiếng thôi nào bọn tao chỉ đang cố gắng biết thêm một chút về các ứng viên anh hùng mà thôi thôi được rồi nói xong hắn tiến lại lấy tay mình xé toạc áo của kanzaki mày định ba hoa trích trẻ đến bao giờ nữa đúng lúc này cai cũng đã đến nơi cậu đã nhìn thấy hết một màn vừa rồi cậu âm thầm quan sát đánh giá bọn chúng tuổi 20, giới tính nam tấn công ép phòng thủ ép nhanh nhẹn đề khả năng chịu đựng ép năng lượng ép tình trạng hung hăng kỹ năng không có chủng tộc con người bọn chúng chỉ là những người bình thường nhưng thật khó tin là kanzaki lại bị bọn chúng bắt cóc ngay sau đó hai con dao ngắn bay đến đâm chính xác vào đầu hai tên đó kanzaki giật mình trong phút chốc nhìn chằm chằm hai tên đó ngã xuống cai cuối cùng cũng bước ra cậu lo lắng hỏi cậu có sao không kanzaki không kìm nén được mừng giữa gọi shinjuku cai tiến đến tháo còng tay cho cô kanzaki cuống quýt lên tiếng xin lỗi mình chưa nói hết câu cai đã ngăn cô lại đừng tạo ra tiếng động chúng ta sẽ nói chuyện sau bây giờ phải trốn thoát khỏi đây đã sau khi giải thoát xong kanzaki lên tiếng cảm kích cảm ơn cậu cai đang muốn nói thì đột ngột cảm nhận được có sự công kích đang đến gần cậu lập tức đứng lên nhìn vào trong bóng tối nơi đó âm u không ánh sáng quả nhiên ngay sau đó có một thân ảnh nhanh như chớp lao đến chỗ bọn họ gã ta giáng một đòn chí mạng xuống hai người đến mức mặt đất cũng nứt ra nhưng vẫn là thân thủ cai nhanh nhẹn tránh khỏi một đòn tử thần này gã ta từ từ đứng dậy ngươi né được rồi à có lẽ ta thật sự phải giết các ngươi rồi các ứng viên anh hùng ạ à? cai bình tĩnh dò xét anh anh đến theo lệnh của hiệp sĩ ren thánh hiệp sĩ gã ta hưng phấn mà đáp lại chính xác mà có lẽ các ngươi thích cái tên này hơn tướng quân của binh đoàn chúa quỷ cai biết bản thân phải chiến đấu rồi bèn đặt kanjaki xuống sau đó quay sang nói với gã ta xem ra ngay cả thủ đô cũng bị bao vây bởi quân thù Vương quốc này đang đến hồi diệt vong. Tên kia chẳng quan tâm, hắn ta cũng thủ thế sẵn sàng nghênh chiến, ta sẽ kết thúc nó nhanh hơn bằng cách tiêu diệt các ứng viên anh hùng. Video đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình. Các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất. Mình xin chân thành cảm ơn.